Lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức, Xuân Thanh xin gửi tới các anh các chị lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian để tới với buổi giao lưu ngày hôm nay. Vâng, hôm nay Xuân Thanh thấy là nhiệt độ cũng đã bắt đầu khá là dễ chịu rồi. Và Xuân Thanh hy vọng là chúng ta sẽ có những giây phút thật là vui vẻ bên bạn bè và thân của mình. Thời gian vừa rồi thì có lẽ là tất cả các anh chị chúng ta đều biết là trong nhóm của chúng ta cũng có một số những sự thay đổi nhỏ. Cho nên hôm nay Xuân Thanh, trước hết là Xuân Thanh xin được mời các thành viên trong ban quản trị lên để chúng ta có đôi lời với các thành viên. Vâng, trước hết Xuân Thanh xin kính mời chị Lê Vũ Ngọc Lan. Dạ vâng, xin kính mời anh Tuấn Anh ạ. Xin kính mời Át Mỹ Hạnh Nguyên. Xin kính mời chị Thủy. Dạ vâng, còn chị Thanh Mắt Huyền thì có lẽ chị đang bận một chút, Xuân Thanh sẽ mời sau. Dạ vâng, trong đội ngũ ban quản trị thì còn một thành viên nữa, thì hôm nay anh đang bận một chút việc, anh tới muộn thì chúng ta sẽ gặp gỡ với anh sau. Dạ vâng, Xuân Thanh xin giới thiệu ban quản trị của các đại gia đình chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng, xin anh Tuấn Anh có đôi lời với các thành viên được không ạ? Kính thưa các anh chị và toàn thể các bạn, hôm nay thì là buổi họp thứ hai từ khi mà nhóm chúng ta được thành lập lại. Và hôm nay thì thay mặt ban tổ chức, thay mặt ban quản trị thì Tuấn Anh không biết nói gì hơn. Kính chúc tất cả các anh chị và các bạn có một buổi họp thật vui vẻ nhất. Và các anh chị và gia đình luôn luôn khỏe mạnh, thành công rất nhiều lĩnh vực của mình trong cuộc sống. Và xin chúc cho buổi họp của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng, thưa các anh các chị, ngoài sự có mặt của các thành viên đã trở nên rất thân thiết với đại gia đình chúng ta hôm nay, Xuân Thanh xin được giới thiệu đến các vị sự có mặt của các vị khách mời. Chết. Xin Thanh xin được trân trọng giới thiệu với tất cả các anh chị, chị Hoàng Linh và các thành viên đến từ đội Bolero Hải Dương. Dạ vâng, xin cảm ơn các anh chị. Xuân Thanh xin được trân trọng giới thiệu anh Sơn Vũ tới từ câu lạc bộ Tình Ca. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và để đáp lại những nha. Dạ vâng, thật sự là thiếu sót. Xuân Thanh xin tạ lỗi cùng anh và anh Hiếu Bình tới từ câu lạc bộ Kiều Vũ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Và để đáp lại những tình cảm rất chân thành của các thành viên và những vị khách mời đã dành cho câu lạc bộ, anh Tuấn Anh cũng đã chủ tài làm thơ và đã có những lần thơ rất xuất sắc để có thể gửi tặng tới các chị ngày hôm nay. Xin mời anh ạ. Hôm nay nhân buổi hôm nay thì Tuấn Anh cũng có một cái món quà tinh thần gửi tới các anh chị và toàn thể các bạn. Đó là một bài thơ Tuấn Anh tự biên tự diễn. Vậy xin đọc để tặng cho tất cả các chị và các bạn. Hôm nay họp nhóm nhà mình, tuy thơ tôi viết thật tình chẳng hay, cũng xin góp mấy phần này để ta ghi nhớ một ngày thật vui. Chúng ta đã đến đây rồi, hãy dành chia sẻ ngọt bùi cùng nhau, vứt đi phiền muộn đằng sau, nắm tay tỏa sáng trên tàu đam mê, đến đây cười nói hả hê, lời ca tiếng hát đem về góp vui. Giờ ta chung một nhà rồi, hãy cùng đoàn kết đẩy lùi buồn đau, mọi người sát cánh bên nhau, chung tay dựng nhóm trước sau vững bền. Đường xưa lối cũ không quên, ra về nhớ mãi nickname từng người, gặp nhau đầy ắp tiếng cười, trao nhau tình cảm vàng người khó mua. Một năm chúc cả bốn mùa, tháng nào cũng được cười đùa thật vui. Xin cảm ơn.
Và hôm nay thay mặt ban quản trị cũng rất cảm ơn anh Tuấn nhiếp ảnh gia đã đến phục vụ cho tất cả anh em chúng ta. Xin dành tặng cho anh một tràng pháo tay ạ. Vậy xin nhường lại mic cho bạn chứ. Dạ vâng, xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ vâng, Sơn Thanh đã thấy không khí bắt đầu nóng lên rồi. Và có lẽ là Sơn Thanh cũng xin được phép dùng ly rượu này để kính chúc tất cả sức khỏe tất cả các anh chị. Dạ vâng, Sơn Thanh xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng nâng ly để mừng cho buổi gặp mặt ngày hôm nay ạ.